giờ ba cái chậu này ra giả hay luôn. Giờ lọc cái đầu chưa cái nắng leo rồi đây nè, chút xuống phút bụi bụi mang lại xem. Cho gió thổi qua cái. Rồi, trước. Trước này lướt à? Dính khô dính dây điện rồi. Rồi, nó kẹt trên cái cục điện luôn rồi. Đẩy tới cái nó xuống anh nè. Đẩy tới. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đặc biệt là chú biết đó là cây chi nào của anh con ở bên Ấn Độ, cái chùa Ấn Độ có một cây cọ, có một cây một cao 6 mét mấy gần một người lớn nè, mà nó nói cái cọ đó là bèo lắm, phải trên ngàn năm mà mấy chú, mà không có giải quyết cái cọ không à, nào không có cái gì không có được. Bây giờ cái thì cái hiện tượng nó một học một gia thích động con gì nó chuyển năm 70 năm